Ở báo cáo đối với toàn thể các bác làm thợ nuôi ong thì em có một đàn ong như thế này, thì các bác lên tư vấn cho em là có lên khai thác mật không. Đàn này thì đợt vừa rồi nó yếu lắm các bác. Đấy, nó chỉ có 2 cầu thôi. Đấy, thời gian vừa qua nó có cái mật vải thiều ấy. Đấy, cũng như là nguồn phấn của hoa bưởi cũng hoa vải thì ong nó lên này. Đấy thì em bắt đầu lao thêm cho nó 2 cầu. Và em trước thì lên kiểm tra thì có một cầu xây đẹp lắm. Đấy, có một cầu thì không biết nó thế nào. Hôm nay thì lên vừa kiểm tra luôn, cũng nhờ các bác nuôi ong lâu năm có kinh nghiệm là tư vấn cho. Đấy, để xem là cái đàn ong nó có ok không. Nhiều mặt ghê các bạn. Bỏ từng cầu ra một các bạn. Đắp lưỡi mèo linh tinh hết cả rồi. Cái ong mùa này thì em đi làm thì em hay làm mang cái bình xịt khói đi các bạn. Sợ đốt lắm. Ong mùa này nó giữ. Đấy, xịt vài cái vào là nó ong nó tụt xuống thì mình kiểm tra nó nhanh hơn. Đây là cầu bên trong các bạn. Mật thì chắc ít lắm. Đây cái ong nó tụt xuống này các bạn. Đây mật đây. Như thế này thì nó cũng đây nó đang cắn ra nó ăn rồi sao các bạn, hay là không khai thác thì nó cắn ra nó ăn. Còn nguồn thì vẫn còn rất là nhiều. Nhộng thì bắt đầu lên đẹp. Đấy về bên này đây. Đây là kiểu nó cắn ra là ăn rồi các bạn. Thế thì khả năng là theo ý kiến của em thì khả năng là quay vỡ cho nó phát các bạn. Không quay thì đây cầu này mới nao các bạn. Cầu mới nao đây. Chỗ này nó lại đắp linh tinh ra. Đắp linh tinh này ra lý do là thước to quá các bạn. Đấy, nào cầu đáng nhẽ phải để thước bé thôi. Nếu mùa khai thác mật thì mình mới để thước to. Tầm này khả năng là chỉ để thước 8 ly thôi các bạn. À, nếu mà như ong của em thì để 8 ly. Còn như ong của các bác, nếu mà khỏe rồi là các bác là phải để tầm khoảng 1 phân. Bầu mật nó mới cơi. Cái cầu này mới nao. Nhộng chưa cả bít lắp. Cái mật cầu mới này nó cũng lấy vẻ ác ghê. Tiếp tục đến cầu ngoài. Ây à, cầu này lặng lắm các bạn. Cầu này khả năng nhiều mật đây. Đúng thật. Mật thấy cũng đang biết làm ác ơi. Cũng có hiện tượng là muốn chia đàn. Đấy là góc giống kém các bạn. Ông chúa này ông chúa kém thôi. Đã thấy đẻ tướng rồi. À đẻ ông được rồi. Mật đó các bác. Đấy, mật em vừa thổi ra ấy. Nó bịt lắp cũng ác ghê đấy. Đấy các bác có kinh nghiệm lâu năm thì chia sẻ cho em là xem là tình hình là mình có lên đánh vỡ không hay là để thêm cầu. Chứ ong thì mới lao thêm cầu các bác. Thật ra là mình cũng không khoái đánh lắm. Muốn nuôi cho nó đến vòng nhãn ấy các bác. Đến mật nhãn ấy. Cái cầu này mới lao được vài hôm. Chú chủ nhà chú nao cho qua. Thì chân tầng chú cứ xuống đấy chú nao cho đây. Thấy bắt đầu xây nát đác rồi. Chắc mới nào hôm qua sao. Hôm nay lên để em kiểm tra hỏi ý kiến các bác là xem có lên quay mật không. Để bác nào xem được cái video này thì có thể là bình luận nhé. Ở dưới cái video đăng tải lên là các bác xem tư vấn là đàn ông này lên quay mật hay không hay là để em còn biết đường. Đấy, hiện tại thì ý của em là muốn để cho nó đến cái mật nhãn. Để cho đàn ông nó khỏe thật thì mình khai thác mật nhãn thôi. Còn ví dụ như mật vải này coi như là bỏ rồi các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào các bác.